sa thú tiêu an mình năm mộc bích thai giá dạ. Và cảm ơn Thích Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức vừa quan năm vào ở tràng. Nhật Bình kính chào. Anh chị kính anh Quỳnh con xài pháp của kinh sớ 188 ma hùng về sa ra nặng dành ti bát bát tà ni quan na ni cha a ra ma ruột kha chết và ni manu sa pha gia ta chi a ba hùng về sa ra nặng dành ti ba ba tà ni quan na ni cha a ra ma ruột kha chết và ni manu sa pha gia ta chi ta loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y hoặc rừng rậm núi non hoặc vườn cây đền tháp. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Bà hôm quê xa trà nặng danh tí bát ba ta ni và na ni cha à ra ruột hà chết ya ni ma nu sa pha và ta chi ta bà hôm quê xa Đà nẵng danh tí bát ba tăng ni và na ni cha a ra ma ruột khả chết ya ni ma nu sa pha và ta chi ta loài người hoảng hốt hãy kinh đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương vào nơi cây cối ruộng vườn hoặc là đền tháp núi rừng miễu hoang và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn vừa quan năm vào đạo tràng kính chào nguyên trần và con kính bạch sư sư có thể cầm mic được không bạch sư nếu sư cầm mic được con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ạ Nam mô Bụt Thầy giá dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Câu pháp cú số mấy nè? Dạ, câu pháp cú số mấy cho sư biết ạ? Dạ, 188. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, sư kính chào. Hôm bữa có sư chú Phan Quang Liêm có cúng dường cái thứ vật dùng đến cho sư. Sư xin kính tri ân. Hôm bữa có cô Ba Lan, cô có gọi. Thành thử sư cũng chưa có dịp sư mong gia đình chú thật nhiều an vui và sớm nhiễm ngộ được niết bàn. Dạ con ngâm kệ là số 188 ạ. Ba hùng về xa xa đang dân tình pa pa ta ni wa na ni chàng a ra ma rục kha chê ya ni Manu sa pha ya ta chi tang ba hung we sa ra nang yam ti pa pa ta ni wa na ni chang a ra ma ruk kha che yam ti Manu sa pha ya ta cha tang ba hung we sa ba hung we sa ra nang yam ting papa na ti papa na ta ni wa na ni chang arama ruk kha chet ya ni manu sa pha ya ta chi tang
Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đờn tháp. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Loài người hoảng hốt hải kinh, đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa lương, vào nơi cây cối ruộng vườn, hoặc là đờn tháp, núi rừng, miếu hoang. Phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức ạ. Một lần nữa, sư xin xuống mic và xin nhường mic này cho Rung. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã chúng cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 188 và cảm ơn rằng đông cho mình biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, kính chào người phương Nam về vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì cũng đã 1 phút nữa thôi là đến giờ chúng con ôn học bài mới là một câu câu pháp cú kinh số 89, mà hiện tại thì riêng riêng con biết là quý sư đang bận lễ tang của ngài hòa thượng, thì con không biết, có lẽ là theo dự đoán của con là có lẽ đại đức pháp tính và thượng tọa tuệ viên sẽ không vào giảng được. Và con không biết sư có điền khuyết được không, và sư và quý ngài có trao đổi như thế nào không, sư có thể cho con một tín hiệu không bạch sư? Và con kính nhân mít đến sư để sư có thể cho chúng con biết ạ. Và con kính nhân mít đến sư. À dạ, cứ để sư trích nghĩa tự vực đi rồi chút nữa cái ngày nào vào thì ngày để giảng, còn sư chia sẻ với quý vị. Dạ, sa thú con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được học bài Pháp Cú Kinh 89. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 189. Dạ, sa thú lành thai.
Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Trước khi vào bài học, con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwa de mi swakato phagawata thammo thammang namassami subhatipanno phagawato savaka sangho sangkhang namassami. Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác, ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tầm thiền não thầy cả chân và nhân. Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn cao thượng. Giáo pháp Đức Thế Tôn thiện thuyết tròn đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Những ai thực hành theo lời dạy của Ngài sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm nhiễu ngộ được Niết Bàn ngay trong đời sống của mình. Chư Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến tăng bảo cao thượng, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật để chấm dứt đường tử sanh luân hồi. Phước báo gia đình lấy ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, kính dâng đến tất cả chư tăng, nhất là sư trưởng, mong cho thức tục sinh của ngài sanh về cõi lành và trở thành bậc hiền trí như là ngài ước nguyện. Và kính chư lành này đến tất cả cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư dạ xoa long vương, càng các bà súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi, xin tùy hỷ phước táo báo thanh cao này. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, mong cho quý vị luôn có tính tâm và thấy được diệu pháp ngay trong đời sống của mình. Nam mô Buddhaya. Dạ, hôm nay thì ngày thứ hai là ngày của sư phụ Tuệ Quyền, và ngài mắc bận lễ tang của sư trưởng nên là sư cũng chợt vào thôi. Sư thấy không có ai thì hôm nay sư xin điềm khuyết, nếu mà sư phụ không vào thì sư điềm khuyết cái bài này. Thực tế thì sư có một cái room riêng, sư giảng dạy cái vi diệu pháp mới này, những cái kinh đầy đủ các cái kinh cho một cái nhóm Phật tử, nên thành tựu ngày nào sư cũng phải có cái công việc của mình. Thì hôm nay sư xin điềm khuyết, và bây giờ sư xin đọc cái câu kệ pháp cú 189 này ạ. Nê tăng khô sarat năng khê măng nê tăng sarana bút tắc măng nê tăng sarat ma gầm mát sắp bá đúc kha bá đúc chạy tích. Đương nhiên nơi lương tựa này là không có an ổn, nơi lương tựa này là không tối thượng. Sau khi đi đến nơi lương tựa này, không thoát khỏi mọi khổ đau. Chúng ta biết là cái bài kệ, cái câu chuyện này nó có tới bốn cái bài kệ mà Đức Phật biết. Và bây giờ thì chúng ta học cái câu kệ thứ hai là cái câu 189 này. Thì cái nghĩa từ vựng là cái câu Lê Tăng Khô Xá Rắc Năng Khê Măng. Đương nhiên, nơi lương tựa này là không có an ổn. Cái từ lê tăng ở đây thì nó là một cái hợp từ ghép từ ê tăng cộng với ná, nên nó kết hợp lại với thằng ê tăng. Cái từ khô đó là chúng ta biết là thật vậy hay là đương nhiên. Và cái từ sarana, sarana là danh từ trung tánh, danh từ trung tánh. Và ở đây nó chia theo chủ cách là nơi lương tựa.
là nơi lương tựa. Thì lê tăng ở đây tức là không có nơi lương tựa lại không tốt đẹp. Từ khê măng thì chúng ta biết là từ khê má, khê má là tính từ trung tánh. Ở đây chia theo chủ cách là an ổn, vắng lặng hay là an bình hay là thái hòa nữa, cái từ khê ma đó, khê ma à, thái hòa nữa. Và câu thứ hai là lê tăng sarapa muttamang, là nơi lương tựa này không có tối thượng, không có tối thượng. Từ lê tăng á, là nơi lương tựa này không có tối thượng. Uttanang tức là uttamang tức là uttama, là danh từ trung tánh chủ cách tối thượng. Cái từ này có nghĩa là tối thượng hay là cao tột nữa. Còn cái từ sarana là sarana thì chúng ta biết là nơi lương tựa rồi ha. Như là ê tăng sarana muttamang là cái nơi nương tựa này không có tối thượng. Không có tối thượng nơi lương tựa. Tại sao lại nơi lương tựa này không có tối thượng? Vì nơi lương tựa này không có chủ đích, không có đường đi tới, sự tịch diệt. Nơi lương tựa này là nơi lương tựa mông lung, si ám, mê mờ, không tự thấy được thân tâm ở trong nơi mình, không thấy được con đường tứ thánh đế. Nên là những cái nơi lương tựa này là không có tối thượng. Và cái câu thứ ba là ê tăng sát năng, ê tăng sát năng ma găm mắt, là sau khi đi đến nơi lương tựa này, ê tăng là một cái tính từ trung tánh. Ở đây chia theo đối cách ấy hay là người ấy ha, người ấy hay là người ấy. Sarana thì nó là danh từ trung tánh rồi, là chỗ nương tựa. Gam má thì nó là cái động từ của nó là gắt chất tít, gam má là đi đến. Ở đây thì nó chia theo cái, nó đi ghép với cái câu này thì nó gọi là gam má, là đi đến nơi nương tựa. Và cái câu cuối cùng là na sapadukha pamuchati, na tức là không. Sapadukha là sapa dukha, tức là hai cái từ hợp từ này nó ghép vào, sapa là tất cả toàn diện, dukha là cái sự khổ, nên là không thoát mọi cái khổ đau. Đây không thoát mọi cái khổ đau là gì? Là khổ sanh già bệnh chết sầu bi khổ oai, khổ khổ sanh về ngũ uẩn, khổ sanh về loãng sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, khổ về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, chư thiên, phạm thiên. Đó, chúng ta thấy cái từ này nếu mà chúng ta học hiểu giáo pháp Đức Phật đó, thì chúng ta thấy không thoát mọi cái khổ đau, tức là rồi không thoát khỏi được cái khổ khổ, hành khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì chúng ta phải thấy rõ cái từ trong này, chúng ta thấy nó rất là sâu sắc, chứ không phải là như chúng ta bình thường chúng ta không có hiểu giáo pháp Đức Phật ấy, thì chúng ta thấy nó bình thường lắm, nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi thì ở trong cái gốc này nó đi ra rất là khủng khiếp. Từ Sapa Dukkha là chúng ta biết là Sapa cộng Dukkha là nó một nhóm từ trung tánh, ở đây nó chia theo xuất xứ cách là không thoát mọi khổ đau, không thoát ra, do vậy mà nó chia theo xuất xuất xứ cách là ra khỏi đó. Xuất xứ tức là rời khỏi trong mọi khổ đau. Sát phá là mọi tất cả, nó là một cái tính từ. Đúc khá là danh từ trung tánh, là đau khổ. Cái từ đau khổ này thì nó có nhiều nghĩa, đúc khá này nó có nhiều nghĩa lắm. Nó là khó chịu, nó không bền vững, hay là nó
không có tự nương. Và cái từ Pamukkhati thì chúng ta biết là cái căn của nó là căn múc, tiếp đầu ngữ của nó là pá cộng mấy giá tí. Ở đây nó là động từ bất biến chia theo thể hiện tại là thoát khỏi. Pamukkhati là thoát khỏi. Tiếp đầu ngữ pá là chỉ cho cái sự nhấn mạnh, múc là thoát khỏi, được tự do. Và ngài dạy theo thể kệ là rất là hay. Ngài dạy là quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Mọi khổ đau. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hôm nay chúng ta đi vào cái câu kệ này. Trong cái bài kệ này chúng ta vào cái phần 2. Đó là sư lại đọc cái bài kệ với tích truyện của cho đến quý vị. Thì cái câu kệ pháp cú này bài trước thì các ngài đã đọc rồi, Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến vị quốc sư của Đức vua Pasenadi. Và cái vị quốc sư tên là Akhiratha này là một cái vị quốc sư của vua Mahakosana. Khi mà vua băng hà thì ngai vàng được trao lại cho Đức vua Pasenadi, thì Đức vua Pasenadi mới suy nghĩ rằng Akhiratha là một cái quốc sư của cái vương phủ, nên ngài vẫn ban cho cái vị đó cái địa vị cũ và cái quốc vương Akhiratha đến. Thì Đức vua đứng dậy tiếp nghinh một cái cách tôn kính và thỉnh ngồi và mới phán rằng: thưa thầy, xin thầy hãy ngự vào nơi này. Và khi đó thì cái vị quốc sư Akhiratha mới suy nghĩ: Đức vua này rất tôn kính ta, nhưng mà ta không thể nào làm hài lòng vua mãi mãi được. Này nữa, Đức vua là cái người còn trẻ, phải là cái người đồng trang lứa mới hợp với ngài, nên đem lại cái sự an lạc và thoải mái khi ngài cùng cái vị đó bàn chuyện. Còn ta nay đã già thôi, ta hãy xin ngài được phép đi xuất gia. Thì cái vị quốc sư Akhiratha này thưa với Đức vua cho mình được xuất gia, thì mặc cho Đức vua nài nỉ can ngăn, sau cùng thì Đức vua cũng đành chiều theo cái ý của cái vị quốc sư Akhiratha. Và vị quốc sư mới cho người đánh trống truyền giao khắp cái kinh thành và mang tài sản của mình ra bố thí, và tất cả trọn 7 ngày rồi ngài ra đi xuất gia. Quý vị thấy những cái bậc thuở Đức Phật đó, các ngài xả ly rất rất là nhiều. Còn chúng ta bây giờ thì Phật tử thì xả ly nhiều, nhưng mà người tu thì lại tham đắm nhiều, rất là ngược lại. Do đó mà không biết Phật pháp rồi sẽ đi về đâu. Và đành truyền giao khắp cái kinh thành. Thì bây giờ có 10.000 tùy tùng của quốc sư cũng xuất gia theo hầu hạ Akhiratha. Và lúc này du sĩ Akhiratha cùng với cái đại chúng tùy tùng tuần tự du hành đến cái xứ Angra Magatha Cú Rú và ban cái lời giáo huấn: này các con, người nào khi có dục tầm sanh khởi, người ấy đến bờ sông múc một cái lồi cát và đem lại đây. Thì cái vị này mới thưa rằng: vâng, thế là không có, thế là trong khi có dục tầm hại tầm vân vân sanh khởi, thì cái người đệ tử đó múc cái lồi cát ở cái bờ sông và mang đến đổ vào một cái nơi. Và một thời gian sau thì cái đống cát nó trở nên to lớn. Và khi ấy có một cái con Long Vương đến nơi đống cát đó trú ngụ. Và cái dân ba xứ lớn là Angra, Magath Thú và Kuru. Ba cái dân này thì đã hộ độ, cúng dường cho các vị du sĩ này. Mỗi tháng thì Akhiratha đã dạy cho cái nhóm đệ tử nương nhờ rằng: các ngươi hãy nương vào núi rừng, chùa miếu, đền vắng, cội cây để mà được thanh tịnh. Các ngươi sẽ chấm dứt đau khổ
Với cái cách nương nhờ như vậy thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang ngự ở nơi Chê Táo Lá Ná trong cái thành Sawatthi, và vào cái rạng đông thì ngài cái tuệ nhãn, cái thiên nhãn của ngài phát khởi thường xuyên vào cái buổi sáng, và ngài quán xét thế gian thì thấy được cái hình ảnh của du sĩ Akkhi Đát Tá này có thể cùng chúng đệ tử của ông ta vào cái võng tuệ của ngài, và ngài hiểu được rằng những cái người này có duyên. Nếu mà ngài dẫn dạy cái con đường tứ thánh đế này thì các vị này sẽ chứng đắc A-la-hán quả. Thì vào một buổi chiều ngài mới phán gọi trưởng lão Múc Canh Na Lá và mới bảo trưởng lão Múc Canh Na Lá rằng: ngươi có thấy Bà La Môn Ác Ký Đát Tá dạy đại chúng của mình theo cái con đường phi pháp là cái con đường phi giải thoát, không phải là con đường đưa đến bờ bên kia chăng? Ngươi đến ban cái lời giáo huấn cho họ đi. Bạch Thế Tôn, nhóm đại chúng này quá đông, một mình con thì không thể chinh phục được. Nếu ngài ngự đến thì ngài sẽ chinh phục được cái nhóm ấy một cách dễ dàng. Và lúc này thì ngài Múc Canh Na Lá và cùng với đấng Như Lai sẽ đi cùng với ngươi. Ngươi hãy đến nơi ấy trước đi. Và trưởng lão Múc Canh Na Lá nghe theo lời Đức Thế Tôn, vừa đi vừa suy nghĩ, cái hội chúng này quá đông, họ có nhiều cái sức mạnh, nếu ta nói lời chi nghịch ý họ thì họ sẽ nổi lên bênh vực nhau, vậy ta hãy dùng thần lực của mình để khiến cho mưa đá rơi xuống, khi những cái người ấy bị mưa đá thì sẽ chạy về trú trong cái tịnh xá của mình. Và trưởng lão đi đến cái tịnh thất của Ác Ý Đắc Tá và nói rằng: này Ác Ý Đắc Tá, nghe tiếng trưởng lão Ác Ý Đắc Tá hỏi là ai đó, vì y phát sanh ngã mạn trong cái tâm rằng trong thế gian này thì không có ai dám gọi ta là Ác Ý Đắc Tá tục danh như thế, vậy ai đã dám gọi tên ta như thế? Này Bà La Môn, ta đây. Này ông vừa nói chi thế? Thì này Bà La Môn, ông hãy soạn cái nơi nghỉ cho ta đi, ta sẽ nghỉ lại ở đây một đêm. Thì Ác Ý Đắc Tá mới nói: này ông, nơi đây đâu có chỗ nghỉ, mỗi tịnh thất chỉ vừa cho một người mà thôi. Này Ác Ý Đắc Tá, lẽ thường người đến chỗ ngươi, bò đến chỗ bò, bậc xuất gia thì đến nơi trú của bậc xuất gia, ông chớ có lên xử sự với ta như thế, ông hãy cho ta cái chỗ ngự đi. Thế là ông và bậc xuất gia hay sao? Đúng thế, à, ta là bậc xuất gia. Nếu ông là bậc xuất gia thì túi Sa môn cụ của ông ở đâu? Ta có thật đấy, nhưng mà ta thấy rằng túi Sa môn cụ mang theo cồng kềnh khó đi, do đó ta chỉ mang theo một số ít tư cụ Sa môn mà thôi để đi du hành. Này Ba La Môn, y cụ Sa môn ta mang theo trong tâm đây. Thì nghe vậy cái Bà La Môn, du sĩ Bà La Môn Ác Ý Đắc Tá mới phát khởi cái sân tâm với trưởng lão, và ông không có đem theo cái vật dụng. Mới hỏi là ông không có đem theo những cái vật dụng sao? Thì ngài mới trả lời là: này Ác Ý Đắc Tá, ngươi chớ có sân hận với ta, hãy cho ta một cái chỗ trú đêm nay ở đi. Và ông ở đây không có chỗ cho ngươi, vậy thì nơi đống cát ấy có ai nghỉ chăng? Ở đó có con Long Vương Ác Khí Chít Tá hung ác trú ở đó, thế thì ông hãy cho ta cái chỗ đó đi. Không được, vì Long Vương ấy hung dữ lắm. Thì ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng: không sao cả, ông hãy cho ta cái chỗ đó đi, và nếu ông muốn thì nơi ấy tùy ông. Và trưởng lão đi đến cái đống cát, và cái con Long Vương Ác Ý Chít Tá trông thấy trưởng lão đi đến thì nó nổi cơn hung ác và suy nghĩ rằng cái vị sa môn này không thể biết có ta ở nơi này, toan chiếm chỗ trú của ta, và ta sẽ phun khói làm cho vị đó chết ngạt. Thì Long Vương liền phun khói độc ra thì toan sát hại trưởng lão. Thì trưởng lão suy nghĩ là Long Vương này tưởng rằng chỉ có ta mới có thể phun khói được, không ai có thể
Làm được như vậy thì ta sẽ phun khói ra phục nó. Và trưởng lão dùng cái thần lực hiện cái thông của mình và phun khói ra để đối kháng lại cái luồng hung khói của Long Vương. Thì cả hai cái luồng khói này bốc cao và thấu đến cái trời Phạm Thiên Giới. Nhưng mà hai cái luồng khói đó thì chẳng tác hại gì đến ai cả, chỉ có tác hại đến Long Vương mà thôi. Và Long Vương thì không thể chịu đựng được cái sức mạnh thần thông của trưởng lão và liền phun ra lửa, thì trưởng lão cũng liền nhập vào hỏa giới và phun ra lửa. Rồi Long Vương cái ngọn lửa bốc cao lên Phạm Thiên Giới rồi đốt vào thân Long Vương, và Long Vương như là một cái thần đuốc rực sáng khổng lồ. Thì các du sĩ thấy cái cảnh đó mới suy nghĩ rằng Long Hương hung dữ này sẽ thiêu đốt vị Sa Môn kia, thật y chết cũng phải vì chẳng chịu nghe lời chúng ta. Thì bây giờ Đại Đức Múc Canh La Lá dùng thần lực của mình á, chinh phục Long Vương. Thì Ngài ngồi trên cái đống cát, và Long Vương dùng cái thân khoanh tròn đống cát và phùng mang ra thật là lớn để che đầu Đại Đức, và như cái mái che lớn. Thì lúc bấy giờ các du sĩ đến cái đống cát với cái sự suy nghĩ rằng chúng ta hãy đến xem cái ông Sa Môn này chết chưa. Và khi trông thấy trưởng lão ngồi trên cái đống cát thì được Long Vương che chở như thế và phát sanh tâm kính phục và chắp tay đảnh lễ Hán Dương, mới thưa với Ngài Đại Sa Môn là Long Vương không có làm hại Ngài được sao? Thì các ngươi không thấy Long Vương đang che trên đầu của ta với mang lớn y bảo vệ ta đó sao? Thì lúc này các cái vị du sĩ mới đồng thanh tán thán và thấy cái sự kỳ diệu đó. Mới bạch Nhà Môn này, như vậy vị Sa Môn đã chinh phục được cái con này. Thì lúc bấy giờ các cái du sĩ mới đứng vây quanh trưởng lão với cái lời chúc tụng như thế. Thì Đức Thế Tôn ngự đến, và trưởng lão trông thấy Đức Thế Tôn từ xa đang ngự đến thì Ngài đứng lên đảnh lễ Thế Tôn. Thì các du sĩ hỏi trưởng lão rằng: bạch Ngài, vị Sa Môn này còn cao quý hơn Ngài nữa sao? Thì Đức Mục Kiền Liên mới trả lời: thật vậy, vì Ngài là bậc đạo sư của ta chỉ là đệ tử của Ngài thôi. Đức Thế Tôn ngồi yên trên đống cát thì các du sĩ mới chắp tay đảnh lễ tán dương Ngài. Và cái thần lực của vị đệ tử mà như thế thì còn nói gì đến bậc đạo sư của Ngài nữa. Và Đức Thế Tôn cho gọi Ác Ký Đáp Tá đến và phán rằng: này Ác Ký Đáp Tá, ngươi đã giáo huấn môn đệ và các tín thí hộ độ ngươi như thế nào? Bạch Thế Tôn, con đã giáo giới đại chúng là tùy tùng như vậy. Các ngươi hãy lương vào nơi rừng núi, đền tháp chùa chiền, miếu non rừng rậm, hãy vì rằng các cái ngươi lương vào đó thì sẽ được thanh tịnh, sẽ chấm dứt được khổ đau. Này Ác Ký Đáp Tá, ngươi đã đi đến chỗ như rừng núi, hang động, chùa chiền, miếu mạo, lương tựa vào những cái nơi ấy thì không thể thoát khổ được. Còn lương vào Phật Pháp Tăng thì thoát khổ trong luân hồi. Rồi Ngài mới tuyên thuyết lên bài kệ rằng: loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Rồi tiếp câu thứ ba là: ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến, thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường khánh tám ngành đưa đến khổ lão tận. Câu thứ năm là: thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Đó là cái năm cái câu kệ mà Đức Phật thuyết trong cái phần kệ, trong cái bài này mà chúng con đọc đến chư tăng và sư đọc đến quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái câu thứ hai. Và chúng ta đã trôi lăn trong vô lượng luân hồi, và chúng ta đã từng quy y rất là nhiều chỗ. Và con người của chúng ta thì
họ đẩy dậy những tham sân si. Và họ luôn luôn đi tìm những cái nơi để lương tựa, họ lập nên những cái đền thờ, miếu mạo, tông phái, rồi họ lương vào, rồi họ quy tụ những cái hội chúng, rồi họ thành lập ra, viết ra những cái sách hay là giảng giải những cái ngôn ngữ mà tưởng chi của họ để tạo ra một cái tôn giáo để mà họ lương vào đó. Thì Đức Phật dạy loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát khỏi khổ đau. Và chúng ta biết là chỉ có Đức Phật ra đời thì con đường tới Thánh Đế giải thoát cho chúng sanh, cánh cửa bất tử mới được mở ra mà thôi. Như vậy thì giáo pháp của Đức Phật thì không phải là một tôn giáo, và không dành cho một ai, không dành cho một trường phái nào, mà Ngài chỉ nói lên cái chân lý đang hiện thực trong đời sống này mà ít ai biết đến. Ngay kể cả chúng ta đi trên cái Phật giáo nguyên thủy, chúng ta cũng đã bị rất rắc, rất là sai lầm, nguy hiểm nếu như chúng ta không tỉnh giác theo đúng lời Đức Phật dạy. Cái thấy thì nó không thuộc về tôn giáo nào hết, và nó có duyên sanh của nó. Nếu không có đối tượng thị giác in dấu vào con mắt thì nhãn thức không thể sanh khởi được. Và không chỉ có một cái đối tượng thị giác, đối tượng thị giác đó có vô vàn những cái đối tượng thị giác. Do vậy trong một ngày vô lượng cái thấy sanh khởi. Chính vì vậy nên cái ý niệm về ngã, tôi thấy cái này cái kia, có người này có người nọ, đó là sự nguy hiểm. Đức Phật chỉ dạy về cái chân lý này, nó hiển lộ ở khắp mọi nơi. Đi đến đâu thì cũng chỉ có thấy, và cái đối tượng được thấy, nghe và đối tượng được nghe, ngửi và đối tượng được ngửi, nếm và đối tượng được nếm, xúc chạm và đối tượng được xúc chạm. Và những cái đó nó hình thành nên xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già, đau, chết, sầu, bi, khổ, ai. Do vậy, Đức Phật không hình thành một tôn giáo nào cả, mà suốt cuộc đời của Ngài, Ngài chỉ đi giảng dạy về chân lý tối thượng có mặt hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài chỉ dạy về cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, cái ngửi hiện giờ, cái nếm hiện giờ, cái xúc chạm hiện giờ, cái cảm thọ, cái suy nghĩ hiện giờ. Chúng chỉ là những cái tính chất riêng biệt. Mỗi một pháp chúng có một tính chất, khi chúng khởi lên thì chúng thực hiện cái chức năng của chúng và chúng biến mất. Chúng không thuộc tôn giáo nào cả. Và cái người nào thấy như vậy thì người đó sẽ giải thoát. Cái cứng cái mềm thì chúng không có thuộc tôn giáo. Cái cứng cái mềm nó chỉ được nhận biết bởi cái tâm thân thức, chúng không thể nhận biết bởi nhãn thức, chúng không thể nhận biết bởi nhĩ thức, chúng không thể nhận biết được bởi thiệt thức. Chúng chỉ được biết bởi thân thức. Do vậy, cái đối tượng thị giác thì nó rất là nhiều đối tượng thị giác. Do đó mà cái khoảnh khắc thấy,
Có rất nhiều trong ngày, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có cái khoảnh khắc thấy này. Khoảnh khắc thấy này nó được xen kẽ sau khoảnh khắc thấy, rồi khoảnh khắc tiếp thâu, rồi nó diệt đi, đôi khi lại nó nhường cho khoảnh khắc nghe, rồi cái khoảnh khắc nghe này nhường diệt đi và khoảnh khắc ngửi được sanh khởi. Do vậy mà những cái pháp này nó liên tục sanh và diệt theo duyên của nó, nên là rất khó để nắm bắt. Do vậy, chính vì vậy mà chúng sanh không có liễu chi được các pháp, chỉ khi nào Đức Phật toàn giác ra đời, được nghe lời dạy của Ngài thì nó mới thoát được khổ đau mà thôi. Chân lý thì nó không có nằm ở trong kinh điển, mặc dầu những cái từ ngữ kinh điển là rất tốt đẹp, nhưng mà chúng ta không có ứng dụng được nó trong những cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày, thì tam tạng kinh điển đó chỉ là để thuyết suông và không giải quyết được mục đích cho giải thoát. Nên là chúng ta biết rằng quy y Phật là quy y cái gì? Khi nào chúng ta chưa hiểu pháp hiện giờ thì chúng ta không thể nào quy y Phật được. Chúng ta chỉ là xin quy y, chứ chưa hiểu được quy y Đức Phật là như thế nào. Nên Đức Phật là bậc giải thoát tối thượng. Do vậy, Ngài biết chúng sanh đã chìm đắm trong luân hồi vô lượng. Và chúng sanh không biết được cái con đường chánh niệm tỉnh giác, cái con đường trung đạo, cái con đường tứ thánh đế quán ở ngay tự thân này, để mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Nên loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, đi đến rừng rậm, núi non, vườn cây đền tháp. Nhưng cả những cái chỗ đó, chúng chỉ là sắc pháp vô chi, và những cái bức tượng họ tạo ra, rồi họ hệ lụy ở trên đó, họ mê tín ở trên đó. Thậm chí cả những cái bức tượng được tạo Đức Phật, đặt tên Đức Phật, thì cũng làm cho chúng sanh mê đắm và tà kiến ở trên đó rất rất là nhiều. Đức Phật dạy không phải là quy y Đức Phật, rồi Đức Phật dạy quy y Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, mà Ngài nói quy y giáo pháp. Pháp là Ngài, giáo pháp của Ngài là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy. Và quy y thánh chúng đệ tử của Ngài, bậc chân chánh hạnh, bậc như lưới hạnh, bậc đã đạt đến sự bất tử. Đó là bốn đôi tam vị. Chỉ có quy y như vậy thôi thì mới giải thoát. Như vậy quy y những cái chỗ này thì quả thật không thể nào ổn được. Bởi vì những cái chỗ đó chỉ là sắc pháp, rồi họ tự đắp lên, họ tô vẽ ra, và họ hình thành nên những cái tưởng chi, thì làm sao mà giác ngộ được. Nên trong cái bài kinh đầu tiên, Đức Phật dạy về năm cái chi là tưởng chi, thức chi, thắng chi, tuệ chi và liễu chi. Pháp của Ngài cần phải được liễu chi. Vì họ quy y như vậy, họ quy y trong cái sự tưởng tượng, họ quy y tự, họ tự lập lên, họ tự vẽ lên cái Đức Phạm Thiên, họ tự vẽ lên Đức Chúa Trời, họ tự vẽ lên Thượng Đế, Giáo Chủ. Vì những cái người đứng đầu ở đó, cầm đầu ở đó, cái hội chúng đó,
họ không có tuệ, họ không có giải thoát, họ không có toàn tri, họ không có liễu ngộ các pháp, nên là họ mượn những cái hình ảnh đó để một tạo ra một cái đấng nào đó để cho những cái con người đi theo họ, rồi họ hình thức lễ bái tụng niệm, và suốt cuộc đời như vậy thì những cái tâm mê và tà kiến đó thì sẽ đi về những cái nơi ác đạo, nên là quy y đó không có ổn. Quy y đó không có tối thượng. Quy y các chỗ đó thì không có thoát mọi khổ đau. Vậy thì chúng ta quy Đức Phật, tại sao mà Đức Phật lại tự nói cho cái vị du sĩ này là hãy quy y, ai quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ lão tận. Nếu mà nói hai câu này mà dừng lại thì nó không có đủ. Vì Ngài nói hết năm cái câu kệ, và Ngài nói đến cái con đường để đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Quy y Đức Phật, tại sao quy y Đức Phật là an ổn? Bởi vì Ngài là đấng toàn tri diệu giác. Ngài giác ngộ tất cả những thực tại của pháp, dầu nó sâu kín đến mức độ nào, trong từng cái sát na tâm, từng cái cảm thọ, từng cái sắc pháp, cái pháp hữu vi nó sinh diệt như thế nào, và Ngài đều tách khỏi tất cả những cái thực tại này, và Ngài biết tất cả những cái lậu hoặc nó ở trong cái danh sắc này, và Ngài biết cái con đường tận diệt tất cả những cái lậu hoặc trong cái ngũ uẩn ngũ vi này, và Ngài chứng đạt được Niết Bàn. Và Ngài chứng như vậy, do vậy mà thân của Đức Phật, Ngài là bậc toàn giác nữa, thì cái cách căn của Ngài đi đến với cái đạo sĩ này, nó đã tịnh lặng, và khi mà vị đạo sĩ nhìn thấy Ngài là tâm của cái vị mà đi tìm cầu những cái con đường mà thấy thấy Ngài thôi là đã biết là trong tâm mày đã khởi lên, à đây là đấng giác ngộ này, khỏi cần phải nói. Và kể cả chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật rồi, tâm tánh và các căn của chúng ta phải thay đổi, không có như ngày xưa nữa. Dầu là chúng ta có xấu cỡ nào thì cái ý căn và cái ánh nhìn của chúng ta nó cũng thay đổi bằng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái pháp nó vận hành là như vậy, thưa quý vị. Cái pháp mà giác ngộ nó vận hành là như vậy. Thì huống chi là Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác. Do vậy, Ngài mới nói rằng quy y đó không có ổn, không có quy y tối thượng. Vì sao quy y những cái không có ổn, không có tối thượng? Vì cái chỗ đó không phải là cái nơi nương tựa, không phải là diệt trừ được cái sự đau khổ. Bởi vì những cái đền tháp, những cái hoang miếu, những cái bức tượng bằng gỗ đá tô vẽ đó thì không có cách nào mà chấm dứt được tham sân si cả. À, bởi vì không có lời dạy mà chỉ có tập trung để mà lễ lạy rồi cầu nguyện và khấn vái, à, và đi theo một cái chủ thuyết chứ không có một cái lời dạy cụ thể và một cái con đường cụ thể. Do vậy là quy y đó không có ổn, không có quy y tối thượng. Và đương nhiên là quy y các chỗ đó thì không có thể thoát mọi khổ đau được. Bởi vì cái chỗ đó là những cái đền miếu vô tri, nương tựa vào đó thì
không phát triển được trí tuệ, không có phát triển được sự giải thoát. Do vậy Đức Phật mới dạy cái câu sau là ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ lão tận. Thế nào là chánh pháp? Chánh pháp Đức Phật thuyết đó là cái con đường bát chánh, con đường trung đạo. Chánh kiến thấy rõ được tất cả thế giới này chỉ là năm uẩn, chỉ là danh sắc, chỉ là rỗng không, không có một cái tự ngã nào. Và mỗi một pháp chúng chỉ mang một cái đặc tính riêng của chúng, chúng xuất hiện theo duyên của chúng trong tích tắc và chúng biến mất. Cái sát la thấy vừa mới thấy cái đối tượng thị giác là chúng biến mất liền. Chúng không biết được cái đối tượng thị giác này là đàn ông hay đàn bà, hay là đẹp hay là xấu. Và cái mà biết được cái đối tượng thị giác là đàn ông, đàn bà, đẹp, xấu, cái này, cái kia, nó là ở cái khoảnh khắc suy nghĩ sau cái thấy, chứ không phải là cái thấy. Mà chỉ có cái được thấy thì mới chế định ra những cái hình dạng này hay hình dạng kia mà thôi. Và cái thấy, cái chỉ làm cái việc thấy. Và cái thấy này thì chúng do duyên mà sanh. Thế mà chúng ta nhắm mắt lại thì không thể thấy được. Và lúc chúng ta ngủ say, chúng ta mơ thấy người này, chúng ta đi đây đi đó. Đó không phải là cái thấy. Đó chỉ là giấc mơ, là tưởng tượng. Nó không phải là cái được thấy hiện giờ. Như vậy cuộc đời chánh pháp ảo ảnh trong vô minh sáng tới chiều, chúng ta cũng vẫn là đến đây và rồi ngày qua tháng thì chúng ta cũng chết đi như bao nhiêu kiếp sống khác. Nhưng mà Đức Phật ra đời thì cái cánh cửa bất tử được mở ra. Ngài cho chúng ta biết rằng cái thấy này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Chúng chỉ là pháp hữu vi, duyên sanh. Và cái được thấy cũng không phải là ai cả. Nó chỉ là một sắc hay là chỉ là một thực tại vô tri vô giác, in dấu vào nơi con mắt. Và chúng diệt đi. Chúng không có mang đến đau khổ, chúng không có mang đến sầu muộn, mà chúng chỉ là pháp vô tri như vậy. Còn sầu muộn thì chúng đến từ những cái vô minh chấp thủ và bản thân của sắc pháp đó chúng cũng diệt đi, chúng vô thường nên là chúng vô ngã, chúng không thuộc về ai đó. Và chính vì chúng ta không được nghe đúng nên là chúng ta không có rời bỏ được cái ý niệm về ngã này. Và ngay kể cả chúng ta học Phật Pháp,
Chúng ta cũng nghĩ từ sáng đến chiều toàn là tôi thấy, tôi nghe, tôi học, tôi tu tập, tôi phải thực hành như thế này, như thế kia. Mà chúng ta quên mất được rằng đây là pháp, cái này là pháp, cái này là một pháp khác, cái này là một pháp khác. Cái này pháp này do duyên này mà sanh, pháp này do duyên này mà diệt, rồi pháp này sanh lên bởi duyên này. Vậy chúng ta thấy cái thấy thì không phải là cái nghe, và cái đối tượng được thấy thì chúng chỉ in dấu để làm duyên cho cái thấy sanh khởi. Và đối tượng được thấy thì chúng cần phải có ánh sáng, có sắc, có nhãn căn, có tác ý, và nó kết hợp cái duyên của nó như vậy, cái thấy mới hiện khởi. Và từ cái thấy này, nhãn căn này, cái đối tượng thị giác này, chúng gặp gỡ nhau thì một cái xúc nó sanh khởi. Và từ cái xúc đó thì nó làm duyên cho một cái thọ lạc hay thọ khổ hay thọ phi khổ phi lạc, chúng sanh khởi. Như vậy lúc mà xúc thì không còn là cái thấy, và lúc mà thọ thì không còn là cái xúc. Và từ đó cái thọ này làm duyên cho cái ái, ái về ái tham hay ái về ái sân hay ái về ái si sanh khởi. Và lúc mà cái ái này sanh khởi thì không phải là cái thọ. Và cái ái này nó sanh khởi qua lại thì cái thủ, ái diệt đi thì cái thủ nó sanh khởi. Thì lúc mà cái thủ nó sanh khởi thì nó không còn là cái ái nữa, nó đã bám chấp. Và lúc này thì có dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ, mà chúng ta không hề hay biết được sáu cái căn này. Sau cái khoảnh khắc thấy nghe, rất nhiều những cái vô minh và tham ái mà không ai để ý tới nó. Mà khi chúng ta để ý tới nó thì chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Cái tứ thánh đế nó nằm ở đó các bạn à. Chứ nó không có nằm ở trong cuốn sách. Quy y như vậy mới gọi là quy y Đức Phật. Chúng ta không hiểu giáo pháp Ngài thuyết cái gì thì chúng ta quy y cái gì? Đức Phật chỉ thuyết về chân lý. Và chân lý thì không thuộc quyền kiểm soát của ai, không thuộc về tôn giáo nào. Bất cứ khi nào ai ai chạm tới chân lý thì đều tính chất của nó đều đồng đẳng giống nhau cả. Do vậy mà Đức Phật dạy quy y không ổn, quy y các chỗ ấy không ổn này, là cái chỗ đó không có cái con đường cụ thể, không có lời dạy, không có thuyết phục, không có tự thân kiểm nghiệm, kiểm chứng những cái pháp như thật như chân đó. Không có thấy được là tham là nguyên nhân của đau khổ. Vô minh về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng mềm nóng lạnh trong hàng ngày này, và chấp là người này người kia, con tôi, vợ tôi, tài sản của tôi. Như vậy đó mới chính là cái khổ. Và từ đó họ nghĩ rằng trên đời này có thần linh thượng đế, có con người này, có con người kia để lương tựa. Và Đức Phật thì không dạy chúng ta nương tựa vào các chỗ đó, mà Đức Phật dạy chúng ta nương tựa vào Đức Phật là Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác. Và Ngài đã tự chi tự chứng, và Ngài dạy cái con đường tứ thánh đế này, và ai ai nghe lời dạy của Ngài đúng đắn, tư đúng đắn, tác ý đúng đắn thì đều thấy được cái chân lý đó. Không thể khác hơn được. Và cái thấy thì không thể đổi thành cái nghe được. Và thế giới của cái thấy không có sanh chung với cái thế giới của cái nghe. Dầu là muôn triệu, dầu là cho tới khi vị nhập Niết Bàn, thì cái thấy cũng không sanh cùng với cái nghe. Do vậy cái thấy chưa từng biết cái nghe.
Mà cái thấy nó chỉ biết đối tượng thị giác là vậy, nó không biết cái gì hơn nữa. Nó là mỗi một pháp chúng mang cái tính chất riêng của chúng, và cái tính chất chung là chúng bị vô thường, khổ và vô ngã. Vì chúng vừa sanh lên là chúng diệt mất liền, chúng phải nhường lại cho các cái thực tại khác sanh khởi. Chúng không thể tồn tại ở đó được. Và cái thấy hôm qua thì không bao giờ sanh lại ở bất cứ đâu nữa. Ngay kể cả cái khoảnh khắc thấy trước đây một cũng không bao giờ tồn tại ở bất cứ đâu. Do vậy cái pháp gì đã sanh thì chúng đã diệt tận rồi. Và chúng ta thì sống trong cái ảo ảnh, trong cái lý mít tá của cái pháp đó. Và từ đó tham ái, chúng chấp thủ những cái thứ này là tôi, là đàn ông, đàn bà. Vì vậy mà chỉ có lời dạy của Đức Phật thì chúng ta mới có thể thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi này được thôi. Vòng sanh tử luân hồi nó không có xa lạ đâu cả, thưa quý vị, nó ở ngay đây. Cái thấy là quả của luân hồi, cái nghe là quả của luân hồi, cái thấy là quả của nghiệp, cái nghe là quả của nghiệp trong quá khứ mà đã tạo. Cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm trong đời sống hàng ngày nó chính là các cái quả của nghiệp mà đã tạo trong vòng sanh tử luân hồi. Và cái gì đã là quả thì chúng chỉ rụng xuống, chứ chúng không có tạo nhân được bất cứ cái quả nào. Và cái nhân nào đã tạo ra cái quả mà nó rụng xuống rồi thì chúng cũng đã diệt tận rồi, chúng chỉ còn một cái nhân tiềm ẩn. Và cái nhân tiềm ẩn này thì nó cần phải được nối kết với lại tham ái. Sau cái khoảnh khắc thấy nghe thì nó mới cho ra những cái nghiệp quả về đời sau. Do vậy cái vô minh và tham ái chúng ta cần phải phát hiện ở ngay sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng này, chúng ta phát triển được cái con đường tứ thánh đế mà Đức Phật dạy, chấm dứt cái vô minh và tham ái ở đây thì mới chấm dứt được cái nghiệp tiềm năng mà chúng cho quả luân hồi. Thật là khó phải không? Vô cùng là khó. Mà quan trọng nhất là chúng ta có nghe đúng diệu pháp hay không, và chúng ta có thực sự nghe đúng diệu pháp chưa. Nếu chúng ta nghe đúng diệu pháp thì cái ý niệm về ngã chúng không tồn tại thì trí tuệ mới sanh được. Ngày nào mà chúng ta còn có ý niệm về ngã thì không có cách nào mà trí tuệ nó sanh được, dầu chúng ta có học bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng mà chúng ta không có truyền đạt cho nhau về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày này, chúng chỉ là pháp do duyên khởi, thì ý niệm về ngã chúng chỉ lớn mạnh mà thôi. Và tại sao chúng ta học Phật pháp chúng ta không có cái lòng từ bi, chúng ta không có phát triển được cái sự chân thật, chúng ta không có phát triển được cái trí tuệ và chánh niệm, chúng ta không phát triển được, mà trong khi đó diệu pháp của Đức Phật lại tốt đẹp đến mức độ như vậy? Vì có lẽ rằng chúng ta chưa thực sự thấy, chưa thực sự nghe đúng về lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta đã nghe đúng rồi thì đảm bảo một điều rằng pháp nó tự vận hành, và trí tuệ chúng có một cái con đường riêng đặc biệt để tự phát triển cho chúng để giải thoát. Chứ không có một cái chúng sanh nào, không có một cái phương pháp nào mà chúng ta có thể làm cái này hay cái kia để mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Do vậy quy y Đức Phật là quy y như vậy. Chính vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng cái loài người sợ hoảng hốt tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy y ấy không ổn, không thoát mọi khổ đau. Ai quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được tứ thánh đế. Cái người mà phải thấy được cái chi kiến, phải thấy được cái tứ thánh đế. Mà tứ thánh đế nó chỉ về cái gì?
Tứ thánh đế nó không phải chỉ về trên trời, trên mây, trên gió gì, mà tứ thánh đế nó chỉ về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày. Khổ đế là gì? Đức Phật dạy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, quán tắng hội khổ, và tóm lại ngũ uẩn này là khổ. Và chúng ta có thấy là ngũ uẩn này là khổ không? Và các pháp thì chúng ta thấy vừa vui bên đây, chút nữa chúng đã diệt mất. Những cái cảm thọ hỷ chúng chỉ sanh một vài khoảnh khắc để chúng diệt mất, thay đổi. Rồi lại đến cái cảm thọ khổ. Cảm thọ khổ chúng chỉ sanh diệt. Chúng ta muốn xua đuổi chúng đi nhưng mà rồi chúng lại diệt đi. Chúng diệt đi rồi lại đến cái cảm thọ xả. Và cảm thọ xả chúng thấy rồi lại tiếp tục, lại thay đổi, hỷ, khổ, xả cứ như vậy. Và chỉ có mấy cái cảm thọ đó thôi. Nếu không có cảm thọ, nếu không có một cái pháp cảm thọ đó, thì chúng ta có cảm nhận được sự khổ hay không? Chắc chắn là không. Và nếu như cảm thọ nó không có vị ngọt, thì liệu chúng ta có ước ao thèm muốn nó hay không? Chắc chắn là không. Vì nó có cái vị ngọt. Cái sự nguy hiểm của nó, nếu không có, nó không vô thường, nó không biến hoại, nó không đổi thay, thì liệu rằng chúng ta có thấy được sự khổ của nó không? Không. Do đó chúng ta thấy được cái sự khổ của nó, nên là mới thấy được cái con đường xuất ly của nó, sự xả ly về nó. Vậy cảm thọ thì có phải là ai đó không? Cảm thọ có phải là đàn ông, đàn bà hay không? Cảm thọ có phải là chó, là mèo hay không? Cảm thọ có phải là một tôn giáo nào đó hay không? Hay là cảm thọ chỉ là một pháp do khởi? Và nếu không có cái thấy, không có cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, thì liệu rằng có cảm thọ hay không? Chắc chắn là không. Như vậy suốt ngày chúng ta chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi những cái cảm thọ, xúc thọ này sanh khởi, và rồi hoại diệt đi, rồi chìm vào giấc ngủ. Khi mà chúng ta thức dậy thì nhà cửa, vợ con cái thức dậy, bận rộn thức dậy. Nhưng mà khi chúng ta ngủ thì những cái thứ đó đi đâu? Thân thể của chúng ta đi đâu? Vậy thì chỉ khi cái thấy thức dậy chúng ta mới chấp. Và khi chúng ta chết đi thì chúng ta cũng không chấp vào cái nhà cửa, tài sản, thân thể này nữa. Nghiệp chúng tạo một cái duyên mới là một chúng sanh nào đó thì chúng ta lại chấp thủ vào cái thân thể mới đó mà thôi. Như vậy thì thật là vừa đủ cho chúng ta để hiểu rằng chẳng có gì quý bằng cái sát na hiện tại này. Cái người nào mà thường để ý cái thấy cái nghe này, nó nhập, nó xúc, nó thọ, nó tưởng như thế nào, thì chúng ta sẽ nhận chân được cái chân lý tứ thánh đế mà Đức Phật dạy. Chúng ta không có làm cái cách gì để mà chúng ta giải thoát được. Tất cả pháp đều phải vận hành theo nhân duyên của nó. Và khi nào cái sự hiểu đúng cái con đường thì tự động cái trí tuệ đó sẽ báo cho bạn biết là bạn đi đúng đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Không có ai làm gì được hết. Không có một cái phương pháp cụ thể nào. Và chính vì vậy chúng ta cần phải nghe và nghiên cứu rất là kỹ càng giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta có thực sự kinh nghiệm rằng cái thấy này có ai tạo ra nó hay không? Có cái phương pháp nào tạo ra nó hay không? Hay là nó có điều kiện, có nhân duyên của nó, cái nghe này, cái ngửi này, cái nếm này, cái xúc này, cái chạm này. Và khi mà chúng ta hiểu, chúng ta thấy được là cái thấy này có phải là ai đó không? Có phải là tôi hay không? Lúc trước không có thị giác, lúc mà cái nghe nó sanh khởi thì cái thấy nó ở đâu? Lúc mà cái cảm thọ đó thì có cái thấy ở đó hay không?
hay là chỉ có một cảm thọ sanh khởi và được biết như nó là mà thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là quy y Đức Phật, giáo pháp Chư Tăng, quy y cái lý tứ thánh đế mà Đức Phật dạy là quy y tối thượng rồi, phải không? Và chúng ta quy y cái giáo pháp Đức Phật, cái lý tứ thánh đế, chúng ta phải hiểu khổ là gì. Chúng ta phải chứng nghiệm cái khổ, xem có phải cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm xúc chạm trong đời sống hàng ngày nó khổ quá không? À. Nếu chúng ta không nghe thì có bị chửi, bị la, bị mắng không? Nhưng mà chúng ta có ngăn cản được không? Có ngăn cản được cái âm thanh đó không? Có ngăn cản được cái cảm thọ đó không? Không có ai có thể ngăn cản được. Chúng ta có muốn cái pháp này đừng sanh khởi được không? Không thể. Nhưng mà có thể hiểu được cái pháp này khi chúng sanh khởi. Chúng ta phải chiêm nghiệm xem là cái ngũ uẩn này nó chỉ có nhiêu đó à. Nó cứ sanh diệt vài cái cảm thọ đổi thay đó, vài cái sắc pháp đó đổi thay, không có cái gì khác hơn nữa. Hết kinh nghiệm cái cứng rồi lại kinh nghiệm cái mềm, hết kinh nghiệm cái nghe rồi lại kinh nghiệm cái ngửi, cái đếm, cái xúc chạm, nó cứ xà quần ở trong này. Mà chúng ta không có rõ biết được nó đó thì vô minh nó ở đó tràn ngập chứ không có gì hết. Thật sự nghe là khổ, thấy là khổ, ngửi là khổ, nếm là khổ, xúc chạm là khổ. Và cái nguyên nhân đó chính là tham ái. Chúng ta không được thấy, không được nghe, chúng ta có khó chịu không? Chúng ta có buồn khổ không? Chúng ta không được xúc chạm với cái này cái kia thì chúng ta có khổ không? Do vậy mà tham ái nó tràn ngập à, ở những cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe này. Nó là nguyên nhân của khổ, phải không? Như vậy tham ái đó, nó có phải là một tôn giáo nào đó hay không? Hay nó chỉ là một cái pháp? Với cái duyên của nó. Nếu không có cái thấy và cái được thấy, liệu có xúc, không có thọ, không có tham ái về cái đó không? Chắc chắn là không. Nhưng mà không thể có ai cả. Vì cái gì đó đã hiện khởi, nó đã hiện khởi do duyên của nó rồi. Như vậy chúng ta có thể phát hiện được cái phiền não và chấm dứt được cái phiền não bởi cái tuệ giác. Chứ chúng ta không thể thay đổi cái quả của nghiệp được. Nhưng mà chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật, đó là cái duyên cho trí tuệ sanh khởi. Ở ngay khoảnh khắc này có thể chấm dứt được cái lậu hoặc phiền não này. Ngay sau cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm này. Và cái thọ diệt thì ái nó diệt. Như vậy không phải là chúng ta diệt ái, mà chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân nào làm cho ái sanh khởi, phải hiểu được thọ. Mà thọ mà chúng ta phải hiểu thọ là gì, nó có ba thọ. Và thọ này là cái nguyên nhân nào sanh ra thọ thì chúng ta phải biết các cái xúc của nó. Rồi từ chúng ta phải hiểu là cái xúc này do cái gì sanh thì chúng ta phải hiểu là do lục nhập. Vậy cái lục nhập này do cái gì sanh? Do danh và sắc. Chúng ta hiểu đến tận cùng của nó thì đến cuối cùng nó là vô minh. Vậy thì vô minh trong quá khứ là khác và vô minh ở ngay cái thời điểm sau cái thấy cái nghe này là cái vô minh của hiện tại. Như vậy vô minh nó ở rất gần đây thôi, thưa quý vị. Chúng ta vô minh từ sáng tới chiều, ngay kể cả chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật đúng hay chăng nữa, nó vẫn sinh lên tự nhiên của nó. Nhưng mà chúng ta có những hiểu biết, nếu như chúng ta học hiểu đúng giáo pháp, lời dạy của Đức Phật. Tại sao chúng ta không để tâm của mình
một cách nhẹ nhàng, nghiên cứu các pháp và ứng dụng để nhìn thấy tham sân si trong đời sống hàng ngày rất đỗi là bình thường này. Chúng ta tưởng rằng chúng ta làm một cái phương pháp nào đó để hiểu lời dạy của Đức Phật, không, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để nghe diệu pháp. Khi chúng ta nghe đủ, nghe đúng về các thực tại theo đúng các duyên của nó, cái tiến trình của nó, chúng ta phải rõ biết được các căn môn này, chúng ta rõ biết được thức, rõ biết được nhãn thức, rõ biết được đối tượng của nhãn thức, rõ biết căn làm cho nhãn thức sanh khởi, rõ biết cái đó, xong chúng ta phải rõ biết cái xúc của nó, rõ biết cái xúc rồi rõ biết cái thọ, rõ biết cái thọ mới biết cái ái của nó, rõ biết ái mới biết cái thủ, rõ biết cái thủ mới biết các cái hành quẩn, và sau đó ở cái tầng sâu của nó là cái vô minh, nó thúc đẩy những cái hành này tham ái đối với cảm thọ như nào. Và chúng ta chỉ mỗi một con đường đó thôi, không có con đường nào khác để ra khỏi sanh tử luân hồi cả. Do vậy Đức Phật dạy nè, ngoài người thì người ta làm ác không có chịu trách nhiệm, không có biết được cái con đường để chấm dứt được cái nguyên nhân của khổ. Nên là Đức Phật dạy loại không thể nào mà thoát khỏi khổ được, quy y ấy là không có ổn. Không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy là không thoát mọi khổ đau. Nhưng mà quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng là thoát khỏi khổ đau là như vậy. Bởi vì Ngài đã đấng toàn tri diệu giác, Ngài trình bày pháp thiết thực hiện tại đến để thấy chắc chắn một điều, cái thấy không sanh khởi thì không có cái xúc của cái nhãn thức, không có cái xúc của cái nhãn thức thì không có cái nhãn thọ, không có cái thọ thì không có ái, không có ái thì không có thủ. Và rất là thiết thực hiện tại phải không? Cứ đến đã đi rồi sẽ thấy. Lời dạy của Đức Phật là ngay hiện giờ, chúng ta bỏ quên hiện tại này, chúng ta đi tìm cầu một cái phương pháp nào, một cái môi trường nào đó, không có sự giải thoát nào cả. Tại sao ở nhà các bạn này không có pháp? Các bạn không có mắt ư? Không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân ư? Không thể nào, không thể nào. Bất cứ khoảnh khắc nào có hiểu biết thì nơi đó là một trường học. Không có. Đó là một học. Không phải cái tạng vi diệu pháp mà để chúng ta thuyết suông, mà tạng vi diệu pháp nó là thực hiện giờ. Cái thấy không phải là vi diệu pháp sao? Nó có là thực hiện giờ không? Cái nghe. Như vậy cái thấy nó có sanh khởi liên tục không? Không thể. Nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và nó diệt đi mà thôi. Nếu mà cái thấy nó thấy hoài trong một ngày thì liệu chúng ta có đi, có đứng, có nằm ngồi, có nói chuyện, có suy nghĩ được không? Không thể. Như vậy một ngày chúng ta mù rất là nhiều, và kể cả cái tâm thấy đó, nó cũng ở trong bóng tối chứ nó không có ở trong ánh sáng. Tất cả tâm nó đều ở trong tối, trí tuệ nó cũng phát triển ở trong tối, vô minh nó cũng phát triển ở trong tối. Nhưng mà khi có trí tuệ thì tất cả pháp đều được hiểu một cách rõ ràng và minh bạch. Do vậy mà Đức Phật nói rằng những cái người mà quy y các cái chỗ khác thì không thể nào thoát khỏi được khổ đau. Và sư mạn phép lấy cái câu sau để mà bồi bổ cho cái câu pháp trước này, chứ không là nó không có rõ nghĩa, là ai quy y Đức Phật chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được tứ thánh đế đó, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ lão tận, quy y ấy an ổn, quy y ấy tối thượng, thoát khỏi mọi khổ đau. Và thời pháp cũng vừa phải nẻ rồi, chị cái bài pháp thì sư chị trình bày một cái chút ý nghĩa nào đó để làm khởi sanh lên cái trí tuệ, để cho quý vị luôn luôn nhớ về cái thực tại. Khi nào chúng ta nhớ về thực tại nhiều thì chúng ta nhớ về pháp nhiều,
Còn khi mà chúng ta nhớ về ngôn ngữ thì chúng ta không bao giờ có trí tuệ. Chúng ta chỉ nhớ trong vô minh thôi. Còn khi chúng ta nhớ về thực tại thì chúng ta sẽ làm quen với cái pháp này và cái trí tuệ nó mới sanh khởi được. Bài pháp đến đây cũng vừa phải lễ phước báo kính dâng đến chư Đại Đức Tăng, kính dâng tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, và kính chi phước báo này, kính dâng phước báo này đến sư trưởng, mong cho ngài tái sanh về nơi nhân cảnh và nhất là được làm người theo hạnh nguyện của ngài, để sau này lớn ngài hoằng pháp hộ độ chúng sanh. Và kính chi phước ngàn này đến tất cả đạo Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm điểm ngộ được niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy. Và phước báo này con nguyện là nhân là duyên thành tựu ba la mật và chứng đắc đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhận đã từ bi hoan hỷ điều khuyết chư tôn đức để thuyết đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn khẳng đông cho nhục mình biết được tín hiệu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Tất cả phước báo anh có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dặn kinh chi cu sa la cầm măng cát tập băng thi di văn mà cả dê na quả cha mana sa thì đề sẽ sư gia tăng các tạng dê sa ta san nhị nở a thì dê cho sa ta a san nhị nở các tăng bốn nhà phà lăng mày hàng sa bê phà ghi phật hoàn từ tể dê tăng các tăng chú ý đi tăng điện năng bốn nhà phà lăng mày dở dê cho ta thành a cha nan thì đệ qua gạnh ta nhị dê đại dâm sa bê lo cam nhị dê sa ta chạy quan ta hạ ra hai tu ca mà muốn năng phô cho năng sắp bê đã phản tu mà mã chê ta sa ti. Chúng con thành kính đánh lễ dân quả phước mà chúng con đã học hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư